Vào hồi 10 giờ ngày 5 tháng 8, Hồ Thủy Điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 3. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn khu vực hạ du, tính mạng và tài sản của người dân. Để bảo đảm an toàn cho hạ du khi mở cửa xả đáy thứ 3, thành phố Hòa Bình đã chủ động các biện pháp phòng tránh, đặc biệt là khu vực sạt lở tổ 15 và cầu đen phường Đồng Tiến, cầu Ngòi Mại, km 8+310, đường tỉnh 445 và các khu vực đã xảy ra sạt lở, nguy cơ sạt lở. Các đơn vị chức năng sẵn sàng nhân lực và thiết bị cảnh báo người dân để ứng phó khi công ty thủy điện Hòa Bình tiếp tục xả lũ. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai để tránh thiệt hại cho các phương tiện, công trình xây dựng trên sông, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu vực ngập úng, người dân sống ven sông.